Bây giờ thiện hiện bạch Phật như Thế tồn dạy, các hành đều do phân biệt tạo ra sanh từ vọng tưởng nên hoàn toàn chẳng thật có. Do nhân duyên nào mà các Bồ Tát đó đạt được công đức vô lượng vô biên như vậy? Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Nhưng các Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng nói các hành đều do phân biệt tạo ra, không vô sở hữu, hư vọng không thật. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát này đã khéo hoặc pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không, đã quan sát các hành đều do phân biệt tạo ra, không vô sở hữu, hư vọng không thật. Đại Bồ Tát này tự quan sát các hành đều do phân biệt tạo ra, không vô sở hữu, hư vọng không thật. Như vậy, như vậy, nên không lìa bát nhã và làm mật đa sâu xa. Như như, không lìa bát nhã và làm mật đa sâu xa, như vậy, như vậy, đã đạt được công đức vô lượng vô biên cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn vô lượng vô biên có gì sai khác phật dạy này thiện hiện nói vô lượng nghĩa là đối với xứ này lượng nó dứt hẳn nói vô biên nghĩa là ở trong số này không thể cùng tận cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn phải chăng có nhân duyên sắc cũng có, có thể